Thứ cô nợ tôi, tôi muốn cô từng chút một phải trả lại hết cho tôi. Tôi muốn cô và Mộ Dung Phong chết không yên không lành. Nè, xem thử phía bên gối của anh. Xem rồi. Mở ra xem. Có thích không? Cái đồng hồ này, tại sao em lại có được vậy? Anh hung dữ như vậy làm gì? Em trăm nghìn vất vả đặt từ nước ngoài chiếc đồng hồ này về cho anh, đổi lại chính là thái độ này của anh. Em mua nó sao? Em thực sự là mua nó sao? Anh nghĩ sao? Bây giờ em đang cố ý có phải không? Em đang cố ý chọc tức anh. Anh có chuyện gì không thể nói với người khác mà sợ người ta đụng chạm, sợ người ta chọc tức gì? Trình cẩn chi? Sao vậy? Nhận được món quà tốt của em rồi, lẽ nào không muốn cảm ơn em sao? Cảm ơn em. Tĩnh Quyến. Tính gì? Sao anh lại tới đây? Cũng không có chuyện gì, tiện đường ghé qua thôi. Sao tự nhiên cô lại muốn may đồ vậy? Là như vậy, tiệc mừng thọ của cha sắp tới rồi, tôi muốn may một bộ đồ để làm món quà chúc thọ cho cha. Tự tay may đồ cho bác ấy cũng xem như một phần tâm ý của cô. Anh không biết đâu, lúc trước cha tôi rất canh tị với Dương Tiên Sinh sát vách, bởi vì Dương Tiên Sinh lúc nào cũng được mặc đồ mà con gái ông ấy may cho. Còn tôi ở phương diện này không thể nào so được với những tiểu thư khuê các đó. Những chuyện này tôi luôn khắc ghi ở trong lòng. Tôi muốn ngày nào đó nhất định sẽ để cha khoác lên người bộ đồ do chính tôi may. À, Tĩnh Quyển, cô không sao chứ? Không sao không sao, mấy hôm nay bị đâm quá chừng luôn. Cô phải cẩn thận nha. Kiến Trường à, con chính là con trai của Doãn Sở Phàn ta. Ngoại trừ con, cha không còn một đứa con nào nữa. Con gái của cha, con gái của cha, cha sớm đã không còn con gái nữa rồi. Cha, cha yên tâm đi. Từ nay về sau con sẽ là con trai của cha. Cha sống cùng với con, đảm bảo cha xế chiều ăn khang cơm áo không lo. Tìm một ngày đẹp trời. Được, được. Con sẽ đón cha và mẹ về ở chung. Sau này Kiến Chui con sẽ hầu hạ hiếu thuận với cha mẹ. Nào, Kiến Trường à, con quả nhiên là cha không nhìn lầm. Cha, hai cho con chúng ta không say không về. Được, cạn uống. Rót rượu đi, rót. Rót đầy cho cha tôi nữa. Được, được. Cha, con kính cha một ly nữa. Nè, cạn. Cạn. Ly tiên sinh, rót đầy đi. Được. Nè, cha,
Cha, cha, cha tỉnh lại đi cha. Cha, cha. Số ruộng đất và cửa hiệu này đã chuyển theo sự dặn dò của tôi chưa? Hai năm nay vẫn luôn chuyển từ từ. Cộng với cái này, sản nghiệp của Doãn gia cơ bản đã chuyển được kha khá rồi. Cha, cha đợi đó mà coi. Đợi Hứa Kiến Dương con từ từ hiếu thuận cha. Đi mau đi. Bà kéo tôi làm cái gì vậy? Tới cửa ông sẽ biết ngay. Buông tôi ra để tôi tự đi được. Không rồi được. Tôi phải kéo ông đi mới được. Đi mau đi. Tiểu thư à, cô đừng có đau lòng. Lão gia sẽ tha thứ cho cô. Ừ, được. Đi chờ mau. Chậm một chút. Đào. Thôi. Mau từ mau. Từ thôi mà. Lẹ lên đi. Cha. Tôi biết ngay mà. Không có gì tốt lành hết. Nè, ông không được đi. Như vậy cũng không được đi. Bà. Cha, hai ngày nữa chính là ngày mừng thọ của cha. Con còn nhớ cha từng nói, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể mặc được bộ đồ do chính con gái may. Bộ đồ này là do chính tay con may. Con xin cha, xin cha hãy chấp nhận nó đi cha. Sở Phàn, ông xem đó có lòng biết bao. May cho ông bộ quần áo tinh xảo tới vậy. Đúng vậy lão gia. Cha, sự hổ thẹn và nhớ mong của con đều nằm trong từng đường kim mũi chỉ. Nếu như cha chịu mặc nó trong ngày mừng thọ thì nghĩa là cha đã chịu tha thứ cho con. Sở Phàn, cha, tốt xấu gì ông cũng giận nó đi chứ. Phải đó lão gia. Sở Phàn, lão Phúc, đóng cửa lại. Sở Phàn, sẽ không có chuyện gì đâu. Sở Phàn. Sở Phàn. Lão Phúc, đem bộ đồ này đi đốt cho tôi. Lão gia. Không được đâu. Còn không đi mau. Từng đường kim mũi chỉ trên đây đều là nước mắt và mồ hôi của con gái tôi. Sao có thể đốt nó đi chứ? Bà đã hiểu lầm rồi. Bộ đồ đó tôi vẫn còn giữ mà. Đây. Từng đường kim mũi chỉ trên đây là một phần hiếu thuận của con gái tôi. Minh Hương, mau lên, mau đem đồ ăn trong giỏ đưa lên nhà, lẹ lên. Đứng lại.
Hôm nay không ai được phép bưng đồ ăn này lên. Phu nhân, vậy tối nay sẽ ăn gì? Đúng vậy phu nhân, hôm nay tôi không có làm món khác. Mã Trường, hôm nay lão gia chỉ có thể ăn đồ ăn của bà làm. Mau đi nấu cơm. Phu nhân. Bảo bà đi nấu cơm. Tôi đi liền. Phu nhân à, bà là muốn... Minh Hương à? Dạ. Gọi Mã Trường tới đây. Dạ, lão gia. Lão gia. Mã Trường à, bà bị làm sao vậy? Tài nấu nướng lên xuống thất thường, còn hơn trở trời nữa. Mấy ngày trước đồ ăn rất hợp khẩu vị, tại sao bây giờ lại làm ra những món khó ăn tới như vậy chứ? Lão gia. Bà làm vậy là sao? Lão gia, đồ ăn mấy ngày nay không phải do tôi nấu. Không phải do bà nấu, vậy thì ai nấu đây? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Bá Trương, đứng dậy đi. Cảm ơn phu nhân, cảm ơn lão gia. Tôi sẽ nói thật cho ông biết, mấy món ăn hợp khẩu vị vài ngày trước đó quả thật không phải do Bá Trương nấu, mà đó là tấm lòng hiếu thuận của con gái chúng ta. Cái gì? Nó làm sao? Nó biết khẩu vị của ông không tốt, không nuốt nổi cơm. Nó liền thức đêm liên tục, hầm canh rồi làm đồ ăn cho ông. Nghĩ đủ mọi cách, làm ra món ăn tươi ngon hợp khẩu vị cho ông ăn. Sau đó, lén lén đưa tới đây, không để cho ông biết, sợ ông không ăn. Nó thà rằng lén lén tận hết tấm lòng hiếu thuận, dù cho suốt đời này ông cũng không hay biết, thì đó cũng thấy thỏa mãn rồi. Sở Phàn, là ông biết cách dạy dỗ. Ông đã dạy dỗ được một đứa con gái hiểu chuyện như vậy. Bất kể nó có gạt sai vạn lần sai đi nữa, thì đó cuối cùng cũng là con gái chúng ta. Máu mủ tình thâm, cốt nhục tương liên, ở trên đời này còn có thứ gì quan trọng hơn điều đó nữa hả? Con gái, bộ đồ này rất vừa vặn, cha thấy rất là thích. Con gái, con gái tốt của cha. Con gái ngoan, con đừng có trách cha nghe. Con không trách. Cha, chúc cha sinh nhật vui vẻ. Con gái, cha đã ăn thức ăn con nấu,
mặc bộ đồ do chính tay con may. Cha cảm thấy vô cùng sung sướng. Được rồi, được rồi. Mưa tạnh trời quang, cả nhà ta cuối cùng cũng đoàn viên rồi. Anna, bác trai sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Đào, Đào mời. Mẹ. Đào. Lão gia, phu nhân, hôm nay tiểu thư trở về, chúng ta lẽ ra nên mời thêm người, mở buổi tiệc lớn cùng nhau chúc mừng mới phải chứ. Cả nhà bên nhau còn tốt hơn bất cứ điều gì đó. À, đúng vậy. Cha, hôm nay chính là ngày vui nhất trong suốt mấy năm qua của con. Nè bà, hai người chúng ta nên kính trình tiên sinh một ly. Tính chi không dám nhận. Ly rượu này cậu xứng đáng được nhận. Vợ chồng tôi cảm ơn cậu mấy năm qua đã chăm sóc cho con gái tôi. Đào, mời. Dạ, hai bác khách sáo rồi. Mời. Nào, bác gái. Mời. Cha, mẹ, tính chi là bác sĩ ở hội chữ thập đỏ Âu Trì cứu giúp bệnh nhân. Tốt lắm, tốt lắm. Trị bệnh cứu người, vì nước, vì dân. Trình tiên sinh chỉ hướng tốt đó. Bác trai quá khen rồi. Sức của một người thật sự rất có hạn. Con chỉ là tận hết khả năng thôi. Cha, con muốn cùng với tính chi đi giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. Được thôi. Hiện giờ quốc gia nghèo nàn, tình thế bất ổn, nước mạnh luôn ở bên cạnh dòm ngó chầm chầm. Người trẻ tuổi thời nay đúng là nên mang thiên hạ trong lòng, là một người có ích đối với quốc gia xã hội. Con biết ngay mà, con biết là cha sẽ ủng hộ con. Con gái à, lần này con trở về, cha thật sự cảm thấy con đã khôn lớn rồi. Đúng vậy. Mấy năm nay con gái chúng ta chịu biết bao nhiêu khổ cực. Cứ mỗi lần gặp phải thất bại khi ở bên ngoài, lúc con sắp chịu đựng không nổi nữa, thì con liền nghĩ tới câu nói mà cha từng nói với con. Phải là một người con gái kiểu mới, vừa độc lập vừa kiên cường. Tịnh Quyến à, con có thể đem những nỗi đau khổ con đã từng chịu đựng biến thành hoài bão của bản thân, thật không đơn giản. Hiện giờ con có thể một lần nữa phấn chấn trở lại, còn có tâm thế và hoài bão như vậy, cha thật rất tự hào về con. Cha. Được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi. Mẹ. Sau này dù cho có xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ không rời xa mẹ nữa. Cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Mãi mãi ở bên nhau, sẽ không chia lìa được. Nè, chúng ta hãy cùng nhau cạn ly đi. Dạ. Đào. Đâu? Nè, cạn ly. Cạn ly. Tổng tư lệnh, căn nhà hoa này là cố ý sửa theo ý tưởng thiết kế của anh. Hoa lan ở trong này đều là từ dân Nam Tứ Xuyên tìm người trong nghề để chọn ra, đều là những loại nổi tiếng. Còn đặc biệt tìm một người chuyên nuôi trồng hoa lan tới đây để chăm sóc. Chào tổng tư lệnh. Viên Tịnh, cái này là được khắc theo nét bút của anh. Hai chữ này tốt xấu tôi vẫn viết được rồi. Tổng tư lệnh đã rất có lòng. Hai chữ này linh động mà lại uyển chuyển, rất hợp với ngôi giường này. Tôi muốn ở đây một mình.
Rõ. Tình Quyền, Tổng Tư lệnh, người tôi phái đi điều tra đã trở về rồi. Nói thế nào? Bọn họ nói Trình Thiếu Gia và Trình Tư lệnh quan hệ bất hòa, đã nhiều năm không liên lạc với nhau. Trình Thiếu Gia chưa từng ghé nhà một lần. Doãn gia ở Ô Trì, anh cũng biết rồi. Doãn lão gia và Doãn tiểu thư đã đoạn tuyệt quan hệ. Doãn tiểu thư tới nay vẫn chưa bước vào cửa nhà, cho nên tới bây giờ vẫn chưa có tin tức của họ. Tiếp tục tìm đi. Rõ. À, đúng rồi, Tổng Tư lệnh. Hội qua đăng ngày mai, các tướng lĩnh đã chuẩn bị xong hết rồi. Bọn họ đều muốn Tổng Tư lệnh tới dự. Bọn họ muốn cùng Tổng Tư lệnh cùng nhau uống rượu thưởng đèn, cùng nhau hội họp vui vẻ. Tôi không đi. À, Tổng Tư lệnh, vậy e rằng sẽ bất lợi cho việc đoàn kết trên dưới. Đoàn kết không phải do uống rượu mà ra đâu. À, ý của Gia Bình không phải như vậy. Gia Bình nhìn thấy anh cả ngày đau buồn không vui, Gia Bình lo lắng, sợ tiếp tục như vậy sẽ hại tới sức khỏe. Hãy nghe tôi khuyên một lời, coi như nhân cơ hội này ra ngoài giải tỏa tâm trạng cũng tốt. Tứ thiếu, con người đúng là thân bất do kỷ. Nói như vậy, Tổng Tư lệnh đã quyết định đi rồi. Vậy thì đi thôi. Phải rồi, cái này được đó. Wow. Cái này đẹp đó. Qua đây, qua đây. Thôi bên đó đi. Đẹp quá. Cái đó lớn kìa. Thưởng đèn qua đây đi. Cái của tôi nè. Đẹp chưa? Đẹp quá. Đúng quá. Đúng quá. Đẹp quá trời luôn. Lắm đó, đẹp thiệt nha. Tổng Tư lệnh, bọn họ tới rồi. Tổng Tư lệnh, đèn lồng này là chúng tôi chúc anh và phu nhân ân ân ái ái, cát tường như ý, sớm sinh quý tử. Đa tạ. Cảm ơn lời chúc của mọi người. Đa tạ cái gì? Treo đèn lên. Dạ. Mời các vị qua đó thưởng đèn. À, được, 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 được. Hay. Con gái. Trên tôi là. Dạ. Ờ, được, được, được. Cha cũng tới rồi. Nhà phu đại nhân. À, thật sự không dám nhận mà, thật sự không dám nhận mà. Trình mẫu chúc Tổng Tư lệnh. Cha, cha đang nói gì vậy? Dù cho Bái Lâm có làm hoàng thượng thì cha vẫn là cha vợ, không phải sao? Vậy thì cha chúc con rể của cha cùng với con gái của cha ân 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 ái ái, bắt đầu giai lão. Cảm ơn cha. Con cũng chúc cha mạnh khỏe, vạn sự như ý. Đa tạ nhà phụ đại nhân. Được, các con ngồi đi hả? Cha qua bên đó coi thử. Trình Tư lệnh, mời bên. Được. Này. Sao hả? Giờ không có người ngoài nên anh cũng không thèm nói với em lấy một câu sao? Ôi trời đất ơi. Ôi, đẹp quá. Nè, cẩn thận đó. Ờ, phải phải. Đợi tôi với. Nè, cẩn thận. Đẹp đó. Quá. Đẹp thật đó. Đẹp đó. Quá đi mất. À, đúng đó. Nhìn kìa. Nhìn đẹp ghê. Trời ơi, đẹp thiệt đó. Thiệt không vậy? Quá. Nhìn bên kia kìa. Đó, thấy thật chưa? Thật là đẹp quá đi. Quá lộng lẫy. Đúng đẹp quá hả? Đẹp quá đi mất. À, nhìn đẹp quá, xuất sắc thiệt chứ. Phải rồi, đẹp quá. À, nhìn kìa, đẹp quá hả? Tình Quyến,
mà bám theo cho tôi. Rõ. Nè, có chuyện gì vậy hả? Đẹp lắm nha. Mình nói trên nhiều lần em hơn. Được rồi bà, lâu rồi mới vui được như vậy đó. Đi từ từ rồi, Tình Quyến này nè. Đi qua bên này nè, tôi đúng rồi, bên này nè. Người nào mà đẹp quá sớm vậy? Xin chào. Làm đẹp mà đó đẹp ghê ha. Qua đây, qua đây. Đúng màu luôn kìa. Phải đó, phải đó, đúng rồi. Đi từ từ. Tình Quyến. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Biết tình. Không thể nào, không thể nào. Chắc chắn anh ấy qua mắt rồi. Hôm nay đúng là nói gì hả? Hôm nay đông vui quá vậy. Anh gì vậy? Tình Quyến. Làm gì vậy? Tránh đường, tránh đường. Đi đường kia cũng vậy. Đúng là thiệt tình. Nhìn đen kia. Tránh đường, tránh đường. Lên lên lên. Kệ họ đi. Bên kia đẹp hơn kìa. Được rồi, đúng là nói gì hả? Theo tôi đi. Đi qua bên kia đi. Bên này đẹp hơn nè. Qua bên kia coi thử đi. Lâu lâu mới có một ngày mà. Nhắm đèn kia. Tình Quyến. 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 Mộ Dung Phong, em chịu đựng đủ rồi, em thực sự chịu đựng đủ rồi. Anh có thể dùng những chuyện điên rồ để lại hay không? Anh dạy dò em vẫn chưa đủ sao? Tình Quyến, anh nhìn thấy Tình Quyến. Tình Quyến, Tình Quyến, làm gì có Tình Quyến nào. Cô ấy đã đi rồi, mãi mãi sẽ không trở về, mãi mãi sẽ không về. Anh nhìn cho rõ, em là Trình Cẩn Chi, em mới là vợ của anh. Anh nhìn cho rõ đi. Mộ Dung Phong, là anh khiến em trở thành quá phụ mỗi ngày, là anh khiến em mỗi ngày được sống trong đau khổ. Lẽ nào như vậy vẫn còn chưa đủ? Anh còn ở trước mặt tất cả mọi người làm nhục em. Em toàn tâm toàn ý yêu anh như vậy, tại sao anh lại nhẫn tâm thế vậy? Hết lần này tới lần khác tổn thương làm nhục em, khiến cho em sống không bằng chết. Cuộc đời em đã bị anh hủy hết rồi. Hủy hết rồi. Anh chỉ là không quên được. Dù thế nào cũng không quên được. Chị Lan, rốt cuộc họ bị làm sao vậy? Tôi cũng không biết nữa, chắc cãi nhau rồi.
Sao lại cãi nhau tới mức này luôn? Thì cái này bà nói tôi làm sao biết được chứ. Thu dọn kỹ một chút, đừng để sót lại bất cứ thứ gì. Tôi biết rồi. Phu nhân, gia bình xin cáo từ trước. Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi. Dung Khánh Trai, rượu từ ủ lâu đâm. Cha, cha uống thử, có phải mùi vị này không? Được. Rượu gạo ủ lâu chính là mùi vị này nè. Cha uống gì một chút đi. Không uống nữa. Cha, hôm nay không có hứng uống rượu sao? Dạo này sức khỏe cha không tốt nên muốn cai rượu. Con còn tưởng là có lý do gì. Cha, rượu này rất tốt cho sức khỏe, uống một chút cũng không sao đâu. Mời cha. Kiên Chương à, cha đành nói thật với con vậy. Tịnh Quyển nó sợ cha uống sai hại thân. Nếu cha trở về nhà bị nó phát hiện có uống rượu, nó sẽ lại trách cha. Kiên Chương à, con đừng có trách cha mà. Quả thật là Tịnh Quyển nó hết mực hiếu thuận, dù có trái tim sắt đá cũng bị nó làm cảm động. Mấy năm nay thật ra trong lòng của cha luôn bận tâm về nó. Cha không cần phải giải thích với con đâu, con hiểu hết mà. Đã là máu mủ tình thâm, người một nhà vẫn mãi là người một nhà. Kiên Chương à, con nói thật lòng phải không? Dạ đương nhiên rồi. Chuyện đã qua thì để nó trôi qua đi. Cha chỉ cần cha vui là được rồi. Kiên Chương à, con ngoan, con thật sự là một đứa con ngoan, cha không có nhìn lầm người. Bây giờ cha có được một đứa con tốt như con gái lại trở về rồi, đây thật sự là phúc của Doãn Sở Phàn mà. Để đó cho tôi đi. Chào chị Tịnh Quyển. Chào các em, đều trở về phủ hết sao? Hội trưởng nói lát nữa sẽ có khách tới thăm. Khách hả? Bên đó nhanh chân một chút. Nè, nhanh lên. Bên này nè. Hội trưởng, tôi nghe nói sắp có khách ghé thăm. Đó là ai mà làm long trọng vậy chứ? Chuyện làm như vậy, chúng tôi nhận được một khoản quyên góp, con số rất là lớn, cho nên phải ở đây tổ chức một nghi thức. Cảm ơn nhà hảo tâm đã đóng góp. Nhà hảo tâm rộng rãi vậy, phải hết sức cảm ơn mới được. Tôi qua bên đó phụ nha. Đi. Chị Tịnh Quyển. Chị Tịnh Quyển. Chị Tịnh Quyển, chị xem quần áo của tụi em có đẹp không? Đẹp lắm. Hôm nay các em ai cũng xinh đẹp hết á. Tính chị nói muốn tụi em mặc những bộ đồ này để đón nhà hảo tâm. Tịnh Quyển, cô sắp tới giờ rồi, mau cho mấy đứa nhỏ lên ghế ngồi đi. Được. Đợi lát nữa mấy đứa làm giống như thường ngày lên lớp, rồi lần lượt vào từng hàng ghế một. Đợi khi nhà hảo tâm tới rồi chúng ta sẽ cùng vỗ tay, được không? Dạ. Được rồi, mau đi đi. Đi thôi. Ngồi đi. Đi thôi. Cô nói số tiền lớn như vậy ai tặng chứ? Nào, chụp nha. Bên này. Mời bên này. Hứa tiên sinh, mời. Thêm tấm anh nữa. Đúng là một đại thần. Xin chào mọi người. Dạ. Xin chào. Xin mời.
Mời. Là Hứa Kiến chưa? Xin mời, xin mời. Sao lại là anh ta? Chào mọi người. Mời, mời, mời. Tắm nữa nha. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Hứa tiên sinh, Hứa tiên sinh, cảm ơn, cảm ơn. Đây đi. Hứa tiên sinh tới rồi. Hứa tiên sinh, nhìn vào đây nè. Rồi, cười lên nha. Ờ, mời ngồi. Rồi, cười lên. Tiếp theo, chúng tôi xin mời Hứa tiên sinh và hảo tâm nhiệt tình quyên góp cho hội chữ thập đỏ của chúng ta sẽ phát biểu vài lời. Mọi người vỗ tay. Các tình nguyện viên hội chữ thập đỏ, các bạn nhỏ hết sức dễ thương, xin chào mọi người. Kiến Chương, hôm nay tới đây thấy rất xúc động. Tận mắt nhìn thấy đồng bào của mình phải chịu thống khổ bần cùng, đặc biệt là những đứa trẻ bị mất gia đình. Trái tim của Kiến Chương đang rỉ máu. Tôi cũng có anh chị em, tôi cũng giống như mọi người, cũng từng chịu vết thương và nỗi đau giống mọi người. Cho nên tôi hiểu rất là rõ nỗi đau của mọi người. Kiến Chương lần này đóng góp tuy ít, nhưng hoàn toàn xuất phát từ trái tim của tôi. Hứa Kiến Chương tôi nguyện yêu thương mọi người thật lòng, giống như là yêu thương anh chị em mình vậy. Đồng thời, tôi cũng muốn cảm ơn tình nguyện viên hội chữ thập đỏ. Kiến Chương, hôm nay trở thành một trong các vị, tôi thấy vô cùng vinh hạnh. Hứa Kiến Chương tôi từ nay về sau, tất cả mọi giá sẽ làm cho nơi Thuần Khiết này mỗi ngày đều sẽ ngập tràn niềm vui và ánh sáng mặt trời. Xin hãy tin tôi. Hứa tiên sinh đây phát biểu hay lắm. Bách tính toàn bộ Trung Hoa nếu như có trái tim giàu có giống như Hứa tiên sinh đây, vậy thì nơi này của chúng ta sẽ trở nên thiên đường giữa nhân gian. Tiếp theo xin mời Hứa tiên sinh đón nhận các món quà từ các em nhỏ coi như thay lời cảm ơn. Đây là những bức tranh do các em tự tay vẽ. Món quà tuy nhỏ nhưng đó là tấm lòng của tụi nhỏ. Cô có biết không, Tình Nguyễn à? Thực ra là cô khiến tôi phát hiện ra hóa ra còn có nơi thuần khiết như vậy. Là cô khiến cho tôi hiểu ra trên đời này ngoại trừ vinh hoa phú quý còn có rất nhiều thứ tươi đẹp hơn đang để chúng ta theo đuổi. Cảm ơn cậu. Quan ngân cậu sau này thường xuyên tới đây làm khách. Được, hội trưởng. Sau này tôi sẽ tới thường xuyên. Tình Nguyễn, sau này tôi sẽ tới thường xuyên, cô sẽ không quan ngại tôi chứ? Sao có thể chứ? Hứa tiên sinh là người có trái tim nhân từ, chúng tôi sao có thể không quan ngại? Quá ra hai người quen sao? Chúng tôi đâu chỉ là quen nhau, mà còn là bạn thanh mai trúc mã nữa đó. Tịnh Quyển, Hứa tiên sinh thật sự là một người tốt. Sau này thay hội chữ thập đỏ chúng ta, cảm ơn cậu ấy cho đàng hoàng. Hội trưởng à, số cờ màu và ghế này để ở đâu vậy? Hứa tiên sinh, thất lễ rồi. À, mà làm đi. Mới nãy tôi khó khăn lắm mới không nói cho hội trưởng biết. Tôi sở dĩ quyên góp nhiều tiền như vậy đều là vì Tịnh Nguyễn cô đó. Cáo từ. Hắn đã nói gì với cô? Không phải làm phiền cô chứ? Hoàn toàn ngược lại. Lời hắn nói đều là lời khách sáo, rất lịch sự với tôi. Nhưng mà không hiểu tại sao hắn càng làm vậy, tôi càng lại cảm thấy không ổn. Cô không nên suy nghĩ nhiều nữa. Bất kỳ ai cũng đều có mặt lương thiện. Nói không chừng hắn thực sự tỉnh ngộ rồi. Cũng mong là vậy. Tình Nguyễn tiểu thư, hội trưởng nói hai người vào trong một chút. À, được. Ờ, được rồi. Ê, chậm chút, chậm chút.
Đây. Được. Tiểu thư, đại hỷ đó. Cha, mẹ, chuyện này là sao? Tình Nguyễn, đây đương nhiên là đại hỷ rồi. Hỷ sự? Hỷ sự của ai chứ? Của con đó. Con gái à, hôm nay Kiên Trường tới hỏi cưới con. Hỏi cưới? Số đồ này đều là do nó đưa tới. Kiên Trường lòng dạ rộng rãi, đã tha thứ cho con rồi. Lần này con nhất định phải trân trọng đó nghe. Tịnh Nguyễn. Mẹ, khuya vậy rồi sao còn chưa ngủ nữa? Mẹ có lời muốn nói chứ con. Mẹ, ngồi đi. Tịnh Nguyễn, mau ngồi xuống đi. Mẹ có thứ này muốn cho con. Hôm đó con bỏ lại đó mà đi. Mẹ vẫn luôn giữ đó, luôn cảm thấy đây là tín vật mà Kiến Chương dành cho con. Thật không ngờ lại có dịp dùng tới rồi. Mẹ mong con đeo nó rồi sẽ cùng Kiến Chương ân ân ái ái, sống hòa thuận bên nhau cho tới trọn đời. Mẹ, mẹ biết con muốn nói điều gì. Doãn gia chúng ta năm đó quả thực hổ thẹn với Hứa gia. Có điều nếu con có thể gả cho Kiến Chương, đối xử tốt với nó, không phải có thể bù đắp sai lầm rồi sao? Tịnh Quyển à, chỉ cần con gả cho Kiến Chương, mối khúc mắc giữa hai nhà mới có thể thật sự được gỡ bỏ. Mẹ, con sẽ không gả cho anh ta đâu. Con đừng có hồ đồ nữa. Không phải ai phạm sai lầm đều có thể làm lại được. Huống hồ Kiến Chương lại là người tốt như vậy, luôn đối xử hiếu thuận với cha mẹ, còn thân hơn con ruột. Bây giờ con trở về rồi, nó vẫn si tâm không tính toán hiềm khích xưa. Người đàn ông trọng lượng như vậy thật sự là khó tìm trên đời. Tịnh Quyển, con nghe lời mẹ không sai đâu. Tới ông trời cũng thương con, cho con cơ hội lần thứ hai, tuyệt đối không thể phụ lòng ông trời được. Mẹ, lời mẹ nói con sẽ suy nghĩ lại. Bây giờ cũng không còn sớm, mẹ mau về ngủ đi. Nè, Tịnh Quyển, con phải kỹ cho thật kỹ đó. Dạ con biết rồi. Phải làm sao đây? Khó khăn lắm cha mẹ mới tha thứ cho mình. Cũng đã nhiều năm trôi qua, cả nhà mình cuối cùng mới được ở bên nhau. Mình không muốn lại làm tổn thương họ nữa. Tịnh Nguyễn, sao tới sớm vậy? Hứa Kiến Chương đã tới nhà tôi để hỏi cưới. Cái gì? Cha mẹ tôi đều đang rất vui vẻ. Họ cho rằng đây là kết cục tốt nhất của tôi, cũng là kết cục khiến cho họ thấy thanh thản nhất. Vậy cô có dự tính gì? Anh hiểu tôi mà, tôi không thể gả cho hắn được. Nhưng mà tôi không muốn cho cha mẹ mình đau lòng. Nếu như tôi thực sự gả cho hắn thì thứ đợi chúng ta là kết cục còn đáng sợ hơn nữa. Nếu Hứa Kiến Chương đã ra đề bài khó này cho tôi, vậy thì tôi chỉ có nước nghĩ ra cách để cha mẹ nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta.
Tĩnh Chi, anh giúp tôi một tay được không? Đương nhiên có thể rồi. Mời Dung. Kiến Chương, bữa cơm ngày hôm nay là hội trưởng nhờ tôi thay bà ấy tới cảm ơn anh. Cảm ơn sự rộng rãi đóng góp và cả trái tim nhân từ của anh. Tôi làm tất cả những chuyện này đều là vì cô. Để sau khi chúng ta kết hôn, tôi sẽ đi mở đường để cô làm hội trưởng. Ngoài trừ bày tỏ sự cảm ơn, hôm nay tôi còn có một chuyện tuyên bố. Tôi sẽ không gả cho anh đâu. Cô không gả cho tôi à? Loại con gái giống như cô có tư cách gì mà nói ra lời đó chứ hả? Ở trong mắt anh, tôi là loại con gái như thế nào? Cô là loại con gái thế nào trong lòng cô không rõ sao? Được, tôi sẽ nói cho cô biết. Cô Doãn Tịnh Quyển chính là loại tàn hoa bại liễu, là loại con gái đáng thương bị người ta chà đạp xong rồi dứt bỏ. Cô còn không bằng những loại con gái trong phong nguyệt nữa. Bọn họ ít ra còn có đàn ông tới nịnh bợ, còn cô thì sao? Chỉ là loại vợ bị dứt bỏ thôi. Nếu như Hứa tiên sinh đã coi thường tôi đến mức đó, vậy thì tại sao còn tới nhà để hỏi cưới tôi? Cô thực sự nghĩ tôi là nhìn trúng cô? Thật sự tôi cưới cô về để cho cô làm bà Hứa sao? Lẽ nào không phải sao? Cô đừng có mơ nữa. Tôi sẽ cưới kẻ thù về nhà tôn thờ ở trên cao, làm bà chủ nhà họ Hứa, khiến liệt tổ liệt tông nhà tôi không được yên lòng, khiến bà nội tôi ôm hận dưới số vàng sao? Doãn Tình Quyển, hôm nay tôi sẽ nói thẳng mọi chuyện với cô. Tôi cưới cô về nhà là để cho cô làm một tiễn thiếp, là để tôi ngày đêm làm nhục cô, giày dò cô, để cho liệt tổ liệt tông tôi nhìn thấy Hứa Kiến Chương tôi báo thù rửa hận thay bọn họ ra sao. Cha. Sao cha lại tới đây? Súc sinh, mày là tên súc sinh. Chúng ta đi. Cha, cha nghe con giải thích. Cút đi cho tao. Cha. Anh con vẫn chưa trở về sao? Có phải là con rất lo cho nó không? Không có. Con chỉ là nghĩ nếu như anh đã về rồi, chắc không đến mức không báo cho cha biết. Cần chi à? Kể từ hỏi qua đăng lần trước, lời đồn trong quân càng nhiều, nói con và tổng tư lĩnh vợ chồng bất hòa. Những lời đồn vô căn cứ cha không quan tâm. Cha chỉ quan tâm con sống có tốt không. Con nói thật cho cha biết, Bái Lâm đối với con rốt cuộc thế nào? Cha, cha đừng có để ý những lời đồn vô căn cứ đó. Bái Lâm đối với con rất tốt, rất là yêu con, cũng rất quan tâm con.
Tụi con còn đang bàn bạc sẽ chuẩn bị sinh em bé nữa. Con gái à, nếu như con có nỗi khổ thì cứ nói với cha. Con hãy nhớ là dù trời có sập xuống cũng có cha chống cho con. Cha yên tâm đi, con không sao thật mà. Cha thật sự già rồi. Suốt ngày cứ lảm nhảm mãi, cha lo nhất chính là con và Tính Chi. Cha đừng có lo cho con nữa. Với lại cha cứ nhắc anh con nhiều đi. Biết đâu ngày nào đó cha có thể nhắc anh ấy quay trở về. Nói thật lòng, cha cũng có chút nhớ nó. Cha thật sự không hiểu nổi con trai của cha, bởi vì Doãn Tịnh Nguyện đó lại bỏ mặc gia đình không quan tâm, từ đó không còn tâm hơi gì nữa. Tiểu thư, có vài lời lão Chung luôn muốn nói với cô, nhưng mà lại không dám nói. Chú Chung, tâm tư đó của chú tôi còn không biết hay sao? Ý chú muốn nói tôi không nên nói dối trước mặt lão gia, nên nói cho cha biết Bái Lâm lạnh nhạt với tôi thế nào, tôi sống thảm cỡ nào, có phải không? Ê, không phải không phải. Sao tôi lại dám nghĩ như vậy chứ? Nếu chúng ta đem những chuyện này nói với lão gia, vậy lão gia không phải càng lo hơn sao? Một chút lợi ích cũng không có. Chú Chung, có gì thì chú cứ nói thẳng đi. Tiểu thư, tôi chỉ là muốn khuyên cô, liệu có thể bỏ thêm chút phong thái, thay đổi cách làm khác. Đừng có lúc nào cũng y như đánh nhau, đấu đá với tổng tư lệnh. Ê, tiểu thư, cô nên biết là đàn ông họ thích mềm chứ không thích cứng, càng huống hồ là một đại nam nhân như tổng tư lệnh. Chú đừng nói nữa, Trình Cẩn Chi tôi tuyệt đối sẽ không có ngày nhận thua. Trời ơi, tiểu thư à, tiểu thư, ý tôi không phải kêu cô nhận thua, mà là kêu cô dịu dàng. Tiểu thư cô nghĩ coi, Trung Quốc chúng ta không phải có câu ngạn ngữ lấy nhu khắc cương sao? Nếu tiểu thư có thể lấy nhu khắc cương kết hợp cương nhu, nghĩ thêm vài cách dịu dàng quan tâm chăm sóc, chủ động cải thiện mối quan hệ, rồi sau đó... Sau đó thì sao? Sau đó hả? Đợi khi tiểu thư có cốt nhục của tổng tư lệnh rồi, tới chừng đó, mối quan hệ giữa hai người sẽ không bị bất kỳ ai phá vỡ được nữa. Hả? Cô thấy cách mà tôi nói được không? Tổng tư lệnh, không hay rồi, không hay rồi. Sao vậy? Phu nhân, cô ấy bị sốt cao rồi, có vẻ rất nghiêm trọng. Vậy thì gọi bác sĩ tới khám đi. Tổng tư lệnh, bác sĩ đã tới khám rồi, thuốc cũng uống rồi, tiêm cũng tiêm rồi, nhưng mà không thấy khá hơn. Tổng tư lệnh, sức khỏe của phu nhân trước giờ rất tốt. Cậu coi, lần này coi bộ rất là nghiêm trọng, tôi lo cho cô ấy, lỡ như mà có chuyện gì không may. Được rồi, tôi sẽ theo chị qua đó coi thử. Bái Lâm, trong lòng của em không vui, cũng không nên dạy dỗ bản thân như vậy.
Bái Lâm, chúng ta cùng nhau quên hết chuyện cũ, bắt đầu làm lại có được không? Cần chi? Anh thật sự không thể làm gì với bản thân. Anh thật sự không thể hứa với em bất cứ điều gì. Xin lỗi. Bái Lâm, chỉ cần chúng ta cùng nhau đối diện, nhất định có thể đem những chuyện không vui này hoàn toàn quên đi hết. Chúng ta cùng nhau đối diện có được không? Đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau nghỉ ngơi đi. Bái Lâm, em không muốn ép anh. Em biết mấy năm qua anh đau khổ cỡ nào, bởi vì em là người hiểu anh nhất ở trên thế gian này. Em mặc kệ anh nhìn nhận em thế nào, em chỉ mong anh có thể ở lại, ở bên em một đêm. Chỉ một đêm thôi, được không? Em cầu xin anh. Xin anh đó. Vào đi. Chào buổi sáng. Phu nhân, thư của cô. Chị Lan. Dạ. Cảm ơn chị về chuyện ngày hôm qua. Cảm ơn phu nhân. Phu nhân, hôm nay chúng ta sẽ mặc đồ gì đây? Hôm nay phu nhân tâm trạng tốt, chúng ta mặc màu đỏ đi, màu đỏ đẹp lắm. Trình Tính Chi và Doãn Tình Nguyện đã về Ô Trì. Vì để bảo vệ hôn nhân của Mộ Dung phu nhân, xin hãy lập tức điện Lệnh Huynh gọi anh ta trở về Thừa Châu. Chuyện ở Ô Trì, Kiến Chư sẽ tự sắp xếp ổn thỏa, để phu nhân không còn nỗi lo gì sao. Chị Lan. Cô sao vậy phu nhân? Mau, tôi muốn ra ngoài. Lần này anh trở về, nhớ ở bên cạnh cha nhiều hơn. Anh đã lâu rồi không về nhà, nên chắc ông ấy nhớ mong thành bệnh. Nhìn thấy anh trở về, chắc là bệnh sẽ hết thôi. Tôi biết rồi, cô phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Phải cẩn thận Hứa Kiến Chư. Tôi sợ hắn sẽ không chịu để yên vậy đâu. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân. Với lại... cũng đâu phải anh không quay lại. Nhiều năm qua tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô. Đời xa cô tôi vẫn không có chút yên tâm. Tính chi, tôi sẽ để anh nhìn thấy sự nỗ lực của anh không uổng phí. Nếu như tôi đã đứng dậy trở lại được thì sẽ không dễ dàng bị gục ngã. Tình Nguyễn à, thực ra tôi có một câu vẫn luôn muốn nói với cô. Trời ơi, sắp không kịp nữa rồi. Anh còn phải lên xe lửa. Có chuyện gì để anh về rồi hẳn nói. Được. Vậy cô bảo trọng. Tính chi, nhớ bảo trọng nha. Cha! Lão gia! Lão gia! Hả? Phu nhân, Hứa tiên sinh đã đưa rất nhiều lễ vật tới đây.
Kiến Chương, cậu hà tất phải như vậy? Cha, mẹ, hôm nay con tới vấn đề hỏi cưới. Có điều nó không giống như lần trước nữa. Có gì mà không giống hả? Hôm nay con tới không phải là tới để cầu xin hai người. Con tới là để lệnh cho hai người đem tình nguyện gả cho con. Mệnh lệnh à? Mày có tư cách gì mà tới đây ra mệnh lệnh chứ? Liêu tiên sinh, đưa dân thư ra đi. Dạ thiếu gia. Cha, cha tự mình nhìn cho rõ đi. Đây đều là những thứ gì? Mày đã... Sở Phạm. Lão gia. Lão gia. Sở Phạm. Cha. Lão gia. Chuyện này rốt cuộc là sao? Đồ đê tiện. Nhờ sự tín nhiệm của Doãn lão gia, toàn bộ sản nghiệp của Doãn gia đều đã được gán với danh nghĩa Hứa Kiến Chương con. Hiện giờ Doãn gia Ô Trì đã thành cái vỏ trọng có tiếng không có miếng, không còn nửa phần sản nghiệp. Hứa Kiến Chương, anh quá bỉ ổi rồi. Anh chính là một kẻ cường đạo. Đừng có dội mắng tôi, tôi vẫn còn chưa nói xong kia mà. Căn nhà cũ này của Doãn gia các người cũng là của Hứa Kiến Chương tôi rồi. Kế ước nhà đất cha tự mình coi kỹ đi. Dấu vân tay đỏ kia là do cha tự tay ấn đó. Mày. Cha. Cái đồ lòng lan dạ sói. Cha. Giờ thì đã rõ rồi đúng không? Tôi không có tư cách gì ra lệnh cho các người mà. Hứa Kiến Chương, cậu đang ép chúng tôi phải bán con gái sao? Bán cũng được, gả cũng được, chỉ khác nhau mỗi một chữ thôi mà. Tôi cho các người thời gian là một đêm, các người suy nghĩ cho kỹ đi. Mày, đừng có nằm mơ. Lão già, tôi lại muốn xem thử bộ xương già của ông còn cứng được bao lâu. Anh... Các người nghe cho rõ đây. Việc hôn sự này, nếu không chịu đồng ý, từ mai trở đi, trên dưới của Doãn gia này, toàn bộ cút hết khỏi căn nhà này cho tôi. Mày. Cha. Cha. Sản nghiệp trăm năm của Doãn gia cũng sẽ trong một đêm mà mất sạch hết. Các mày... người tự mình quyết định đi. Hả? Mày là cái quần súc sinh, cút đi cho tao. Cha. Hứa Kiến Chương, cái đồ lường gạt, đồ tiểu nhân bỉ ổi, mau cút đi cho cái tao. Đại nghịch bất đạo. Cha. Sở Phạm, Sở Phạm à. Không uống nữa, không uống nữa. Sở Phàn, ông hãy bớt buồn đi. Tôi có thể bớt buồn sao? Gia nghiệp trăm năm của Doãn gia lại bị mất đi trong chính tay của tôi. Gia đạo gì tôi mà bại? Tôi còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông của Doãn gia đây? Cha, mẹ, chuyện này đều là lỗi của con. Điều gì con mà ra? Tịnh Quyển, sao có thể trách con được? Cha, mẹ, nếu như không phải ngày đó con tùy hứng, thì Doãn gia chúng ta cũng sẽ không rơi vào bước đường hôm nay. Là con có lỗi với mọi người. Con gái à, không phải là lỗi của con, mà tại cha có mắt không trồng, đã nhìn lầm nó. Là lỗi của con. Nếu như hôm đó con không hủy hôn, thì Hứa Kiến Chương
sẽ không hận chúng ta tới như vậy. Tất cả mọi chuyện cứ để con gái gánh hết. Không liên quan tới con. Thật sự không ngờ Hứa Kiên Chương bụng dạ nó lại hẹp hòi và bí ổi độc ác như vậy. Con cũng không thể ngờ Hứa Kiến Chương lại trở nên như ngày hôm nay. Mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Con gái à, bây giờ phát hiện Hứa Kiến Chương là người xấu, thật sự phải cảm ơn ông trời thương xót Doãn gia. Bằng không lại làm lỡ chung thân của con, cha và mẹ có hối cũng không kịp. Đúng vậy, Tịnh Quyển không thể để chúng đạt được ý đồ. Mẹ, có lẽ đây là ý trời. Chúng ta phải hy sinh bản thân mình để bù đắp sai lầm cho năm đó. Cha mẹ, cứ để cho con gả tới Hứa gia đi. Không được. Không thể được. Tuyệt đối không thể được. Nè, qua đây lấy đi. Đây. Nè, cầm lấy. Không, không. Cầm lấy đi. Đây. Lão già phu nhân, chúng tôi đi đây, mọi người nhớ bảo trọng. Mọi người cũng phải bảo trọng đó. Mọi người hãy cất tiền cho kỹ. Mấy năm nay ở Doãn gia đã vất vả cho mọi người rồi. Sau này có khó khăn gì có thể tới đây để tìm tôi. Cảm ơn lão gia. Cảm ơn phu nhân. Mọi người hãy lên đường. Chúng tôi đi đây. Mọi người đi thông thả. Đi thôi. Cha, sao lại như vậy? Cha và mẹ con đã quyết định rồi. Bất luận thế nào cũng không thể hủy hạnh phúc cả đời của con được. Tịnh Quyển, con coi đã thu dọn xong rồi, chúng ta sẽ lập tức dọn khỏi căn nhà này, tới đầu sống mà chẳng như nhau. Cha, mẹ, con gái cầu xin hai Tịnh người. Tịnh Quyển à, nếu tìm mỏi mệt, khắp nơi đều là cái lòng. Nếu tìm bình yên, nhà nhỏ ngói thấp cũng là thiên đường nhân gian. Những vinh hoa phú quý đó đều là vật ngoài thân. Một thoáng buông bỏ sẽ hết sức tự tại. Chỉ cần cả nhà chúng ta có thể sống cùng với nhau. Còn hơn hết thải vinh qua phú quý, danh lợi nổi trôi, cha đã nhìn thấu hết rồi. Dạ. Minh Hương à. Dạ. Giúp tiểu thư thu dọn đồ đạc đi. Dạ. Rõ ràng trong điện báo em nói cha bệnh nặng muốn anh trở về. Vậy cha đâu? Cha thấy nhớ anh, muốn em gửi điện báo cho anh. Còn nói bất luận có dùng cách gì cũng phải gọi anh về cho bằng được. Nếu nói như vậy cha không bị bệnh rồi. Sao vậy? Cha không bị bệnh anh rất thất vọng sao? Lẽ nào tới lúc cha thực sự bị bệnh anh mới chịu quay về? Em rõ ràng biết ý của anh không phải như vậy mà. Cha và mọi thứ vẫn ổn chứ? Cha nói cha già rồi, cha muốn gặp con trai. Tính Chi, con trở về rồi. Cha. Con về hồi nào vậy? Con vừa mới về.
Cha, không phải cha nói nhớ anh sao? Anh đã trở về thăm cha rồi. Con trai à, cha đó, dạo này cứ nhắc con hoài. Thật sự không ngờ chúng ta tâm linh tương thông, thật sự đã nhắc được con trở về rồi. Cha, là con không tốt, khiến cha phải bận tâm. Sau này con sẽ thường xuyên về thăm cha. Trở về là tốt, trở về là tốt. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tính chi sao bỗng dưng quay về vậy? Điện báo nói cho mình nặng là như thế nào? Cha, cha đừng có hỏi nhiều như vậy nữa. Nếu anh đã trở về đây rồi thì cha nên ở cùng với anh ấy, cùng nhau tận hưởng niềm vui hai cha con được đoàn tụ. Là con muốn giữ Tính chi ở lại Thừa Châu à? Không sai, con muốn giữ anh ấy ở lại Thừa Châu. Được một ngày thì hay một ngày, tránh để anh ấy tới Ô Trì làm hỏng chuyện tốt của người khác. Nè, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên đi. Báo đây, báo đây. Lâu rồi không gặp. Nè, báo đây. Ngồi xe đi, ngồi xe đi. Báo đây. Ngồi xe đi, ngồi xe đi. Cẩn thận, cẩn thận. Khiên vào trong đi. Từ từ. Cẩn thận đó. Đem xô ghế với xô tủ này toàn bộ chuyển hết đi cho tôi. À, dạ, một dạ. Cái cũng không các để lại. Các người đã làm gì? Trình thiếu gia. Chuyện này là sao? Trình thiếu gia, cậu tới để tìm người của Doãn gia sao? Ông đang làm gì vậy? Họ đâu hết rồi? Cậu tới chậm một bước rồi. Căn nhà này giờ không còn là của họ Doãn nữa. Từ giờ về sau, nó chính là sản nghiệp của Kiến Chương thiếu gia nhà tôi. Hứa Kiến Chương? Vậy người của Doãn gia đâu? Phủ thương Doãn Sở Phàn của Ô Trì trong một đêm đã biến thành kẻ nghèo hèn, cuốn gói đi khỏi đây rồi. Cụ thể là đi đâu tôi cũng không rõ nữa. Đang bận hả? Anh ra ngoài hả? Đúng vậy. Trình thiếu gia, Trình thiếu gia, Trình thiếu gia. Minh Hương. Gặp được cô tốt quá. Tình nguyện bọn họ đâu? Nhà cửa sao bị tên họ Hứa tịch thu rồi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chuyện này kể ra dài lắm. Tiểu thư và lão gia ở trong căn nhà nhỏ, chúng ta qua đó đi. Được. Đi. Đi. Trình tiên sinh, cảm ơn chú. Lão Phúc à, Minh Hương, còn không mau ngồi xuống cùng ăn cơm đi. Ê, lão gia, chuyện này không được đâu, không được đâu mà. Ê, đúng được vậy lão gia, nhà chúng ta tuy không còn, nhưng không thể không có phép tắc. Tôi hiện giờ đã không còn là lão gia nữa rồi. Bây giờ hai người cũng không còn là người hầu nữa. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Phép tắc trước đây không còn tính nữa. Nè, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, ngồi đi. Lại đây. Ngồi xuống đi, chào thêm chú trẻ. Ngồi xuống đi, ngồi đi. Mau ngồi xuống. Ăn đi ha. Cha. Tôi có suy nghĩ là sau này cả nhà chúng ta sẽ ngày ngày được quây quần bên nhau. Những ngày tháng như vậy chẳng phải rất có ý nghĩa sao? Cũng không biết cơm canh đạm bạc này cha mẹ ăn quen không nữa. Được, quen bà, quen bà. Chỉ cần có thể ngày ngày được ăn rau cải con ghé xào, dù có cho tôi làm đốc quân tôi cũng không đổi đâu. Minh Hương à. Dạ. Xới cho tôi chén cơm đi. Dạ lão gia. Nghe Tính Chi nói là người phương Tây rất là thích ăn chay. Ừ.
Tính chi nói cái gì á, bà đều nghe lọt lỗ tai. Sao tối ngày bà cứ nói tôi xính ngoại hoài vậy? Coi ông kìa, đã già đầu vậy rồi còn suốt ngày gây với tôi. Tôi đó, tôi có một ý nghĩ. Tôi muốn trồng ít cây, cây cỏ hoa lá ở trong sân vườn, di thần dưỡng tính. Sáng sớm mọi người đưa tôi ra chợ chọn vài chậu lan hạ sơn nghe. Lão già, dựa vào con mắt của ông chắc chắn sẽ chọn được bảo bối. nhất định rồi. Nè ăn đi. Cảm ơn anh. Anh cũng biết tôi đang rất nỗ lực để trải qua một cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng mà có một số ký ức vẫn cần có thời gian để nó từ từ phai nhạt đi. Thực ra ký ức không phải là do con người chọn. Có đôi khi trái tim đau đớn, cô nghĩ nó đã qua hết rồi. Thực ra là nó vẫn ẩn sâu nơi nào đó trong lòng cô. Rất nhiều người đều như vậy. Tôi vẫn đang học cách đối diện. Tôi tin là tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ. Tấu lượng của Tổng Tư lệnh tốt ghê. Tổng Tư lệnh à, tôi nói thật lòng, chúng ta đã lâu không tụ tập như vậy, khó trách Tổng Tư lệnh lại vui như vậy. Đúng lúc, hai hôm nay Thiên Hương lầu có vài cô nương ca kỹ tới, chi bằng chúng ta hỗn sự. Phong trào đó trong quân đội vốn đã bị cấm rồi, nếu tới tôi cũng dẫn đầu phá vỡ quân kỷ thì còn gì nữa. Tổng Tư lệnh, người hiểu lầm rồi, sao chúng tôi dám vi phạm quân lệnh chứ? Chúng tôi chỉ là muốn tìm vài vị cô nương hát vài khúc góp vui mà thôi. Những nữ tử thanh lâu này có thể hát ra những bài hát hay sao? Tổng Tư lệnh à, anh đừng có xem thường những cô gái bọn họ. Bọn họ có vài người so với ông chủ trong gánh hát còn cao hơn một bậc. Trong số đó, đặc biệt có một cô nương tên là Tô Anh. Nghe nói giọng công sơn của cô ấy mà cất lên nghe rất díu do, rất động lòng người. Dạ. Tổng Tư lệnh, người đang đàn chính là Tô Anh, Tô cô nương, quá đáng của Thiên Hương lầu. Chào Tổng Tư lệnh. Người đang đánh đàn chính là Tô Anh, Tô cô nương. Cô ấy là quá đáng của Thiên Hương lầu đó. Doãn Tình Quyến, sao em có thể sa ngã tới mức này chứ? Anh muốn làm gì vậy? Tôi đâu phải Doãn gì đó của anh. Tổng Tư lệnh, anh nhầm người rồi. Anh nhận lầm người sao? Dù em có quá thành trò, anh cũng nhận ra em. Quá thành trò? Gia Bình, cậu nói, có phải là tôi đã bị điên rồi không?
Sao tôi có thể nhìn một cô gái thanh lâu ra thành tình quyến được chứ? Sao có thể như vậy được? Trên đời này lại có chuyện người giống y hệt người tới vậy sao? Báo cáo tổng tư lệnh, bên ngoài có một cô nương họ Tô cầu kiến. Không lẽ là người hồi nãy là Tô anh đó? Đưa cô ấy vào đi. Rõ, tôi sẽ đi liền. Đi. Trưởng quan, sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy? Sao vậy, có chuyện gì? Tiểu nữ có chỗ nào không đúng sao? Nhỏ tiếng chút, đi mau. Xịt cái gì mà xịt. Tình Quyến, thật sự là em sao? Chào tư lệnh đại nhân. Không phải là anh đang mơ chứ? Anh đã mơ quá nhiều giấc mơ giống như vậy rồi. Em hãy trả lời cho anh biết, đây không phải là ảo giác của anh. Tình Quyến, Tình Quyến, cô không phải là Tình Quyến. Tình Quyến không thể dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy. Rốt cuộc thì cô lại tôi lệnh đại nhân tha mạng. Tôi không phải cố ý. Tôi cầu xin anh tha cho tôi. Cô giả làm cô ấy, rốt cuộc có mục đích gì? Tôi là mama của Thiên Hương Lầu bảo tôi tới. Bà ấy nói nếu tổng tư lệnh đã nhận nhầm tôi thành người vợ cũ của anh thì dứt khoát cứ để tôi làm giả cô ấy, có lẽ sẽ nhận được sự sủng ái của tổng tư lệnh, tới lúc đó sẽ có vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết. Tổng tư lệnh, anh tha cho tôi đi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cút đi, mau biến khỏi tầm mắt của tôi. Cút, tôi cút, tôi cút. Trời ơi, thật là sợ quá. Xuân mãn càng khôn, phúc mãn lâu. Hay. Đè, chậm một chút. Ý, chậm thôi. Mẹ đưa cho con. Dạ. Đè, Quành Phi, Tân Xuân Đại Cát. Cao lên chút nữa, cao lên chút nữa. Cao chút nữa hả cha? Được rồi, dán đi. Dán đi, được rồi, được rồi. Tân Xuân Đại Cát. Tốt, sang năm mới rồi. Trời ơi cha, sắp qua năm mới rồi, cha coi còn cần trang trí gì nữa không? Trời lạnh quá. Đây, để mẹ ủ ấm cho con. Để coi. Ấm rồi đó. Đẹp quá chừng, khí phái quá chừng. Nguyên con hẻm này không có ai đối liễn hay như nhà mình đó. Chuyện đó đương nhiên, bút tích của cha con, cả ô trì này không ai có thể vượt mặt. Đúng rồi. Đã sắp xếp xong hết chưa? Đồ đã để vào đó rồi, chắc chắn đầy đủ toàn bộ chứng cứ. Hứa thiếu gia yên tâm, đảm bảo là làm gọn gàng sạch sẽ.
Vậy tôi đợi tin tốt lành từ anh. Cáo từ. Mời. Mời. Thiếu gia, lần này có phải hơi độc ác rồi không? Nếu thực sự làm như vậy, e là tới tính mạng của Doãn tiểu thư cũng khó đảm bảo. Mạng của ta là mạng, mạng của bà nội tôi không phải là mạng sao? Lão phu nhân chắc là cũng không muốn nhìn thấy thiếu gia xuống tay độc ác như vậy. Ông sai rồi. Nếu như nội tôi sống dưới suy giặc có biết, chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy Doãn Tình Nguyện sống thanh thản như vậy. Cả gia họ có thể cốt nhục cùng hội tụ, nhưng hứa cha chúng tôi lại là cách biệt âm dương, sinh ly tử biệt. Tôi hận bọn họ hại hứa gia chúng tôi người chết nhà tan không ác sao? Tôi không muốn nhìn thấy Doãn Tình Nguyện tiếp tục tiêu dao vui vẻ như vậy nữa. Lần này tôi quyết định phải đưa cô ta vào chỗ chết. Tình Nguyện, sớm như vậy đã tới hội chữ thập đỏ sao? Ăn cơm đã rồi đi. Mẹ, con không ăn đâu. Hôm nay bên đó có rất nhiều chuyện, con phải tới đó liền. Nè, các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Cho hỏi, các cậu đây là... Có người mật báo, chỗ này giấu thuốc bị cấm vận chuyển. Tôi phụng mệnh tới lục soát. Quan đường, chỗ của chúng tôi là nhà dân, sao lại có thuốc bị cấm vận chuyển được? Soát cho tôi. Ê, nè, nè, các người... nè. Báo cáo trưởng quan, không phát hiện thứ gì đáng nghi. Trong này là gì vậy? Trong này là lương thực và củi dùng để nấu ăn thôi. Vậy cũng phải soát. Người đâu? Soát. Đó. Trưởng quan, đây chính là lương thực hả? Đó là gì vậy? Chuyện này rốt cuộc là sao? Đây rõ ràng là vu cáo hãm hại. To gan thật đó, dám cả gan giấu cả hàng cấm. Mau bắt lại. Rõ. Các người giữa ban ngày ban bạc tùy tiện bắt người, các người có còn dương pháp không? Tại nữa hả? Doãn lão tiên sinh, bắt được người lẫn vật đã là trọng phạm phải chặt đầu rồi. Các người mau chuẩn bị quan tài, đợi nhặt xác của cô ta đi. Mau đi. Hãy đi. Đi. Đi mau. Các người. Cha. Các người nhanh lên. Các người hiếp đồ quá. Đi mau. Đi mau. Đi. Sao có thể tùy tiện bắt người như vậy? Đi. Các người giữa dạ đâu mà bắt con gái tôi? Các người thả nó ra. Con gái tôi. Đi mau thả nó ra. Thả con gái tôi ra. Bà. Có ai không? Tôi là người bị quan, tôi muốn gặp trưởng quan các người. Thật không ngờ người có muốn gặp lại là tôi hả? Không tệ chứ. Doãn Tình Nguyện, cô cũng có ngày hôm nay.
kiến chưa? Những chuyện này đều do anh vu cáo hãm hại tôi, đúng vậy không? Mọi chuyện tôi làm cùng lắm chỉ là trả lại gấp mấy lần những thứ ban đầu cô cho tôi thôi. Tôi chịu nhục chịu khổ nhiều năm như vậy chính là để đợi tới ngày hôm nay, để nhìn thấy cái người ban đầu hại tôi, người đã đóng đinh tôi vào cọc mà sỉ nhục, sẽ gặp phải kết cục như thế nào. Sao anh có thể làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy? Hứa Kiến Chương mà lúc trước tôi quen biết thật sự đã chết. Tình Quyên, niệm tình nghĩa cũ giữa chúng ta, chỉ cần cô mở miệng xin tôi sẽ tha cho cô. Nếu như anh muốn lấy mạng của tôi thì anh cứ việc tự nhiên. Còn nếu anh muốn tôi nịnh hót lấy lòng anh, đánh mất tôn nghiêm của mình thì anh đừng có mơ. Cô có biết là hôm nay cô cự tuyệt tôi, có thể thực sự chỉ còn có đường chết mà thôi. Doãn Tình Quyền, cô sẽ phải trả giá cho quyết định ngày hôm nay. Ông nói coi, tại sao vô duyên vô cớ lại lấy ra được nhiều thuốc tới vậy? Sở Phàn, ông mau mau nghĩ cách cứu con gái chúng ta đi. Chuyện này nhất định do Hứa Kiến Chương giở trò sau lưng. Theo tôi thấy, chính là nó. Nó đang báo thù chúng ta, vu cáo hãm hại, muốn đưa Tình Quyển tới chỗ chết. Phải tính sao bây giờ? Bác trai bác gái, hai người đừng quá lo lắng. Con không tin trên đời này không có dương pháp. Tin chi à? Mấy năm nay cậu luôn ở nước ngoài, e rằng vẫn chưa hiểu rõ. Hứa Kiến Chương bây giờ ở Ô Trì, có thể nói là một tay che trời, phía sau còn có Quân Vĩnh giúp hắn chống lưng. Chỉ sợ là... Bác trai, đừng quá lo lắng, con vẫn còn có cách khác. Tính gì? Con thật sự có cách sao? Để con thử xem. Tính chi à? Vậy chúng tôi mong chờ hết vào cậu đó. Bác đừng có nói như vậy mà, con sẽ ráng hết sức. Dạ không tới. Trời ơi, thơm hết biết rồi. Hôm nay cưng đẹp lắm đó. Chút nữa nhớ ngoan ngoãn nha. Ta thương nhiều ta thưởng cho. Trời ơi, các cô nương đâu? Chăm sóc tốt cho các chị đại gia nha. Vào trong, vào trong. Hôm nay không sai không về luôn. Vào trong thì ở ngoài này lạnh lắm. Tình Quyên, cô ta không phải là Tình Quyển. Nè, uống gì vào nha. Mời. Đại gia, đây. Để tôi cho uống đi.
Đây nè. Uống nhiều chút nha. Các cô đừng chăm sóc tốt vào nha. Ôi trời ơi, tổng tư lệnh, cơn gió nào đã thổi anh tới đây vậy? Các cô đừng còn không mau qua đây chào tổng tư lệnh đi. Ê, trời ơi, anh tới để nghe hát hay là để hát vậy? Cả anh nữa. Bó Quang à. Anh à. Tránh ra. Đại gia, tổng tư lệnh, anh đây là... Tô Anh đâu? Tô Anh ở bên trong. Anh đó, nếu anh uống một ly, em sẽ hôn anh một cái. Nếu mà anh uống hai ly, em sẽ hôn anh hai cái. Nếu mà anh uống hết. Thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật rồi. Ra ngoài hết cho tôi. Dạ. Đi ngoài thôi. Nhanh lên đi. Ra ngoài đi. Làm gì vậy? Đi. Thay bộ đồ này vô đi. Tôi... Không nghe thấy sao? Đi mau. Hủy bỏ tiệc rượu, thu dọn sạch sẽ chỗ này. Đó, đó. Dở trò gì không biết nữa. Tôi thay xong rồi. Mau qua đây ngồi đi. Nào, mai mực giúp anh đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Mai đi. Mai mực gì chứ? Tình Quyền, anh thấy hơi khác rồi, pha giúp anh tách trà đi. Nhìn cái gì chứ? Không nghe thấy sao? Anh kêu tôi hả? Phải đâu. Cảm ơn em, Tình Quyền. Có phải là em chỉ thị Kiến Chương làm không? Buông tay. Thiếu gia, hai anh em có chuyện gì cũng từ từ nói, đừng có trợn trừng mắt như vậy. Có phải không? Thiếu gia, có gì từ từ nói. Anh hỏi em có phải không? Tình Chi à, con bị làm sao vậy hả? Lần trước con không từ biệt, hôm nay bỗng dưng quay lại về quát mắng em gái con. Nơi này có còn là nhà của con không? Chúng ta có còn là người thân không vậy? Cha, con xin lỗi, chút nữa con sẽ giải thích với cha. Anh cảnh cáo em, nếu như em còn không thả Tình Quyển ra, anh sẽ đi tìm Bái Lâm, nói cho cô ấy biết Tình Quyển trở về rồi. Anh cũng quá xem thường em gái anh rồi.
Nếu em muốn dồn cô ta vào chỗ chết, còn đợi tới hôm nay sao? Mấy năm trước cô ta đã mất mạng rồi, còn cho anh cơ hội làm sứ giả bảo vệ qua sao? Cha, cha coi con trai của cha vì đứa con gái đó đã làm ra những chuyện gì chứ? Tĩnh Chi, cha nói cho con biết, con không được có bất kỳ liên quan gì tới nó hết. Thật ra em có đồng ý không? Qua đây, mau quỳ xuống cho cha. Lão gia bớt giận, thiếu gia chỉ là nhất thời hồ đồ. Con không quỳ xuống. Con không có sai. Con không có sai hả? Con vì đứa con gái đó mà không nói tới tình anh em ruột thịt, con còn vẫn không sai à? Người sai là con gái của cha. Nó lòng dạ độc ác không từ thủ đoạn. Người nên nhận sai là nó, không phải con. Anh quá đáng rồi. Thiếu gia, bớt nói dài lời đi. Cha không còn nhận ra con nữa. Con còn là con trai cha sao? Được, giờ con lớn rồi, con không chịu nghe lời nữa, có phải không? Nếu lời cha nói có lý, Tĩnh Chi tâm phục khẩu phục. Nhưng mà lần này con không có sai. Tịnh Quyển cô ấy vô tội, dù ra sao con cũng phải cứu cô ấy ra. Tĩnh Chi, Tĩnh Chi. Cha. Lão gia bớt giận, lão gia bớt giận. Thiếu gia, mau quỳ xuống, quỳ xuống đi. Thiếu gia không bị thương chứ? Anh có thể vì cô ta mà bỏ mặc em và cha, nhưng sao có thể ngay tới tính mạng của mình cũng không cần? Mặc kệ mọi người nhìn con thế nào, con nói cho mọi người biết, Tịnh Quyển là người mà con yêu. Chỉ cần cô ấy cần con sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cô ấy. Anh đừng đi nữa, em hứa với anh, chuyện này em sẽ đi giải quyết. Mày. Mộ Dung phu nhân đại giá quang lâm, thật sự khiến cho Kiến Chương vinh hạnh tới khiếp sợ. Hứa Kiến Chương, tôi cũng không dòm do với anh nữa. Lần này tôi tới là có một chuyện muốn nhờ anh giúp. Phu nhân cũng có chỗ cần dùng đến Kiến Chương à? Cô cứ nói đi, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ làm hết sức. Chuyện anh khiến Doãn Tịnh Quyển bị bắt giam vào tù, tôi đã biết hết rồi. Tin tức của phu nhân nhanh nhạy. Khi cô nghe được tin này, có phải trong lòng thấy rất sảng khoái? Lần này tôi tới là để xin cho Doãn Tình Quyển. Phu nhân đang nói đùa với Kiến Chương sao? Tính chi anh trai của tôi uy hiếp, nếu tôi không cứu Doãn Tình Quyển ra thì sẽ nói với Bái Lâm tin tức của Doãn Tình Quyển gặp nạn. Cùng là người họ Trình, em gái thì thanh khiết thông minh, anh trai tại sao lại hồ đồ tới vậy? Tôi nghĩ chuyện của Doãn Tình Quyển nếu như để Bái Lâm biết được, với anh mà nói cũng sẽ là một chuyện hết sức phiền phức. Cho nên tôi khuyên anh tạm thời tha cho cô ta, đừng dồn cô ta vào chỗ chết. Trùng hợp quá, trùng hợp quá. Phu nhân à, cô thực sự cùng tôi tâm ý tương thông. Rốt cuộc anh có đồng ý không? À, phu nhân, đừng có vội, thả lỏng một chút. Giữa tôi và phu nhân trước giờ không có mâu thuẫn, chỉ có đồng mưu. Thứ mà cô muốn trước sau cũng là thứ tôi muốn. Nói như vậy anh đã đồng ý rồi? Chuyện đó đương nhiên, tôi đương nhiên sẽ tha cho cô ta.
sẽ không khiến cô ta phải chết. Tôi muốn cô ta tuyệt vọng và đau khổ hơn cả cái chết. Ăn một bữa cho đã đi, ngày mai phải lên đường rồi. Cô nương, cô còn có tâm nguyện gì hay không? Còn muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, tôi có thể phá lệ mang thêm chút đồ tới cho cô. Không cần đâu. Nếu như có thể thì xin hãy cho tôi một trang giấy, một cây bút. Tôi muốn viết vài lời cho người nhà của tôi. Dễ thôi mà, lát nữa tôi mang qua cho cô. Cảm ơn. Những món này đều là món mà con gái thích ăn. Tình quyển. Phu nhân. Phu nhân, bà đừng có lo lắng quá, sức khỏe quan trọng. Mẹ, xin mọi người yên tâm. Thời khắc này, trong lòng con rất bình tĩnh. Trước giờ con chưa từng kiên cường như vậy. Đời này tuy rằng chỉ có hơn 20 năm, nhưng mà con gái đã dũng cảm mà sống. Mọi người không cần phải thương xót cho con. Con sẽ không khuất phục. Cha, mẹ, không có gì có thể dễ dàng hủy hoại con gái. Cái chết cũng không thể. Xin cha mẹ hãy tin con, bất luận hồn ma con ở đâu, cũng sẽ ngày ngày ở bên, lo lắng, bảo vệ cho cha mẹ. Chuẩn bị một tách trà, nghênh đón khách quý. Thiếu gia, khuya như vậy rồi, còn ai tới đây nữa? Đúng thời khắc đó, tự nhiên sẽ có người tới. À, đi. Mời. Xin mời. Cha, cuối cùng thì cha cũng đã tới. Con chờ cha lâu rồi. Rồi, cha ngồi đi. Kiên Chương à, tôi cầu xin cậu hãy thả con gái tôi ra đi. Sống chết có số, phú quý tại trời, cha vẫn nên không cưỡng cầu thì hơn. Kiến Trương à, tôi vứt bỏ mặt mũi của tôi tới đây cầu xin cậu, hãy cho chúng tôi một con đường sống đi. Xin tôi à? Ông lấy cái gì ra để xin tôi chứ? Chỉ cần cậu chịu tha cho Tĩnh Quyến, cậu muốn tôi làm cái gì cũng được hết. Làm trâu làm ngựa, tôi cũng không hối tiếc. Cha đang nói cái gì vậy? Cha làm trâu làm ngựa cho tôi à? Như vậy có phải là khiến cho tôi giảm thọ sao? Nói như vậy, bất luận thế nào cậu cũng không tha cho Tĩnh Quyến sao? Tha cho cô ta hả?
Lúc đầu cô ta có nghĩ sẽ tha cho tôi, tha cho bà tôi hay không? Người ta có số hết rồi cha, số phận đã định, cô ta nhất định phải chịu báo ứng. Cha, cha cũng đừng có nóng vội quá. Muốn tôi tha cho Tịnh Quyển cũng không phải là không có khả năng. Trừ phi... Trừ phi cái gì? Trừ phi lấy cái mạng già của ông để mà đổi. Từ hồi xưa tới giờ, nợ tiền trả tiền, nợ mạng đền mạng, thứ tôi cần chính là một cái mạng của Doãn gia các người. Thu đội, đi! Tịnh Quyển! Mẹ! Tịnh Quyển! Mẹ! Tịnh Quyển! Mẹ! Tiểu thư! Mẹ! Mẹ đừng khóc nữa, mọi chuyện đều qua hết rồi. Mưa qua trời lại sáng. Chú Phúc, Minh Hương, mẹ, chúng ta về nhà thôi. Tiểu thư. Mẹ, trong nhà xảy ra chuyện gì rồi sao? Cha con ông ấy, cha con làm sao chứ? Tiểu thư, Tổng tư lệnh, quân thừa chúng ta kể từ ngày lão đốc quân tại vị luôn nghiêm khắc trong việc trị quân. Tổng tư lệnh từ lúc kế thừa tuân theo nề nếp lão đốc quân, trên dưới trong sạch, kỷ luật nghiêm minh. Nhưng mà hiện giờ bên trong bên ngoài của quân thừa đang đồn ầm lên, nói là tổng tư lệnh dẫn đầu chơi gái, đắm chìm vào việc múa hát săn bắn. Tổng tư lệnh à, thượng bất chính hạ tắc loạn, cậu thật sự muốn nhìn thấy trên dưới của quân thừa bắt chước làm theo sao? Đúng vậy tổng tư lệnh, tiếp tục như vậy hậu quả sẽ khó lường đó. Dư mổ một lần nữa khẩn thỉnh tổng tư lệnh nhất định phải chỉnh đốn tác phong, chấn chỉnh lại quân đội.
mong tổng tư lệnh suy xét lại. Lời của các vị tôi đều nghe thấy hết rồi. Mấy chuyện này trong lòng tôi tự biết cân nhắc. Cha, cha mau khuyên anh ấy đi. Con sợ anh ấy càng lúng càng sâu, sớm muộn một ngày sẽ bị cô ta hủy hoại hết cuộc đời. Không kịp nữa rồi, nó là chạy tới Ô Trì rồi. Cái gì? Cha, Bái Lâm trở về rồi. Hôm khác lại nói tiếp nha. Tạm biệt. Ngày hôm nay gió thổi kiểu gì vậy? Sao lại có thể thổi anh trở về? Anh lại muốn hỏi em, em lại đang hứng cơn gió gì, tàu sóng gì? Em vừa mới ra ngoài giải khuây về, em không biết chuyện gì hết. Đừng làm bộ với anh. Hôm nay Dương sư trưởng, mấy người bọn họ học cái gì trung thần của thể can gián là bút tích của em sao? Nếu như anh đã nhắc tới chủ đề này, em cũng không khách sáo nữa. Bây giờ lời đồn đã bay khắp trong thành Thừa Châu này rồi. Tổng tư lệnh Sao Lãng diệt quân, đêm đêm nằm trong êm ấm quên hết tất cả. Đây lẽ nào cũng là do em soạn ra sao? Đứng lại. Sao hả? Đuối lý rồi, không muốn nghe em nói nữa phải không? Em nói anh biết, hôm nay nếu anh không cho em một câu trả lời, anh đừng mong rời khỏi căn phòng này. Em yên tâm, mấy chỗ đó anh sẽ không tới nữa. Có thật không? Chắc chắn gì em. Ngày mai anh sẽ đón cô ấy về phủ. Phiền em dặn dò người làm chuẩn bị giùm anh.